Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hán Dịch Sa Môn Thật Xuân An Đà, Việt Dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Tập 25. Quyển 81. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vào Cảnh Giới Giải Thoát Không Nghĩ Bàn. Giảng giải. Tôi tin rằng bộ kinh này được giảng lần đầu tiên tại nước Mỹ, các vị cũng là những người đầu tiên được nghe. Bộ kinh Hoa Nghiêm này là vua trong các kinh Phật, cũng là vua trong vua. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng là vua trong các kinh nhưng không thể gọi là vua trong vua. Bộ kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật này là vua trong vua, là bộ kinh dài nhất trong kinh điển Đại Thừa mà Đức Phật nói. Nhưng thời gian nói không dài quá, chỉ trong 21 ngày thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói xong bộ kinh Hoa Nghiêm này. Số phẩm và số quyển của bộ kinh này có 81 quyển, cũng có 40 quyển, cũng có 60 quyển, nhưng đều chẳng hoàn toàn đầy đủ. 81 quyển cũng chẳng hoàn toàn đầy đủ. Trong quyển gốc có 10 vạn bài kệ, nhưng chỉ dịch ra được 4 vạn 5 ngàn bài kệ. Bất quá đã đầy đủ phần đầu, phần chánh tông và phần lưu thông. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói xong kinh Hoa Nghiêm mà bộ kinh này vẫn không tồn tại trên thế gian, dù ở Ấn Độ cũng không có, là do bị Long Vương thỉnh xuống Long Cung cúng dường. 600 năm sau khi Đức Phật vào Niết Bàn, có một vị Bồ Tát Long Thọ thông minh tuyệt đỉnh, đọc hết tất cả kinh điển văn chương luận nghị của thế gian, bèn phát tâm xuống Long Cung xem tạng kinh. Trong Long Cung, Ngài đọc được bộ kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm có 3 quyển, quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Quyển thượng có số bài kệ nhiều như số cát sông Hằng 3.000 đại thiên thế giới, số hạt bụi của một thế giới đã vô lượng vô biên, hạ huống là số hạt bụi đại thiên thế giới, số mục càng lớn hơn nhiều. Thế nào là đại thiên thế giới? Tức là một núi tu di, một mặt trời, mặt trăng là một thế giới. Tích tụ thành 1.000 núi tu di, 1.000 mặt trời, mặt trăng, tức là một tiểu thiên thế giới, lại tích tụ 1.000 tiểu thiên thế giới, tức là một trung thiên thế giới, lại tích tụ 1.000 trung thiên thế giới, tức là một đại thiên thế giới. Số hạt bụi trong 1.000 đại thiên thế giới, bạn hãy nghĩ xem có bao nhiêu, không thể nào tính đếm biết được số mục là bao nhiêu. Hà huống hiện tại số bài kệ nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới, càng không thể nào biết được số mục. Kinh Hoa Nghiêm quyển thượng có bao nhiêu phẩm? Có phẩm nhiều như số hạt bụi 14 thiên hạ. 14 thiên hạ là Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu. 4 châu này hợp lại thêm núi Tu Di. Quyển trung có 49.8800 bài kệ, 1.200 phẩm. Quyển hạ có 10 vạn bài kệ, 48 phẩm. Bồ Tát Long Thọ đọc thuộc lòng quyển hạ, trở lại Ấn Độ rồi biên chép ra. Từ Ấn Độ chuyển vào Trung Quốc có 80 quyển, 39 phẩm, còn có 11 phẩm chưa chuyển vào Trung Quốc. Kinh Hoa Nghiêm có 7 nơi 9 hội, tức là giảng nói tại 7 nơi, tổng cộng có 9 pháp hội. Trong Phật giáo, nếu thấu hiểu Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ đắc được toàn thân của Phật. Nếu minh bạch Kinh Lăng Nghiêm thì minh bạch được đảnh của Phật. Nếu minh bạch được Kinh Pháp Hòa thì minh bạch được thân của Phật. Nhưng đây vẫn chưa hoàn toàn. Nếu dung hội quán thông được đạo lý của Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ minh bạch được toàn thân và huệ mạng của Phật. Kinh Hoa Nghiêm ví như biển cả, còn những kinh khác như những dòng sông. Dòng sông làm sao sánh được với biển cả? Hiện tại trên thế giới giảng giải Kinh Hoa Nghiêm rất ít, lại rất ít. Có người học Phật Pháp cả đời mà tựa đề Kinh Hoa Nghiêm cũng chưa từng nghe qua, thật là đáng thương xót. Bộ Kinh Hoa Nghiêm này đừng nói là giảng, dù đọc qua một lần cũng rất ít người đọc. Đọc nhanh qua một lần cũng phải mất 21 ngày. Kinh Hoa Nghiêm 7 nơi 9 hội có một bài kệ rằng: Bồ đề tràng xuất cửu thệ đa, 34 đao đáo cập dạ ma, phổ quang minh điện nhị thất bát, tha hóa đâu xuất ngũ lục qua. Ban đầu Đức Phật thành đạo ở tại Bồ đề đạo tràng, tức là ngồi ở dưới cội Bồ đề tuyên nói Kinh Hoa Nghiêm 6 phẩm 11 quyển. Hội thứ hai ở tại điện phổ quang minh nói 6 phẩm 4 quyển. Hội thứ ba tại cung trời Đao Lợi nói 6 phẩm 3 quyển. Hội thứ tư tại cung trời Dạ Ma nói 4 phẩm 3 quyển. Hội thứ năm tại cung trời Đâu Xuất nói 3 phẩm 12 quyển. Hội thứ sáu tại cõi trời Tha Hóa nói 1 phẩm 6 quyển. Hội thứ bảy tại điện phổ Quang Minh nói 11 phẩm 13 quyển. Hội thứ tám cũng tại điện phổ Quang Minh nói 1 phẩm 7 quyển. Hội thứ chín tại rừng Thệ Đa nói 1 phẩm 21 quyển. Thế nào là rừng Thệ Đa? Rừng Thệ Đa là phần tràng quyển hạ Kinh Hoa Nghiêm, gồm có 4 vạn 5 ngàn bài kệ chuyển đến Trung Quốc, còn có 5 vạn 5 ngàn bài kệ 9 phẩm,
chưa dịch sang tiếng Tàu, chưa được chuyển vào Trung Quốc. Tuy không đầy đủ nhưng nhờ phần mở đầu phần Chánh Tông và phần lưu thông tương đối đầy đủ, cho nên khi Ngài Thanh Lương Quốc sư Hoằng Dương Kinh Hoa Nghiêm thì cho rằng bộ kinh này có thể làm toàn kinh. Ngài Thanh Lương Quốc sư là hóa thân của Bồ Tát Hoa Nghiêm, Ngài chuyên giảng Kinh Hoa Nghiêm. Ngài Thanh Lương Quốc sư tên là Trường Quán, tự là Đại Hưu, người Hội Kê, tên đời là Hạ Hậu Thị, sinh vào thời Đường Huyền Tông, khai nguyên niên Mậu Dần. Thân dài 9 thước 4 tấc, hai tay dài quá gối, có 40 cái răng, con mắt nửa đêm phóng quang. Lưu Kiến Trung năm thứ tư viết Hoa Nghiêm sớ sao, đáng ghi chép nổi tiếng nhất là ghi chú trong Kinh Hoa Nghiêm. Lúc trước khi viết, trước hết Ngài cầu Hoa Nghiêm Hải Hội Bồ Tát Gia Bị trợ giúp cho Ngài hoàn thành sứ mạng. Đêm đó Ngài mộng thấy một tòa núi lớn cao vạn trượng, ánh sáng màu vàng rực rỡ chiếu sáng trời đất, ý liền biết đây là quang minh chiếu khắp. Từ đó ghi chú Hoa Nghiêm sớ sao, càng phấn chấn tinh thần, không còn suy nghĩ gì hết. 4 năm sau hoàn thành. Đêm sau mộng thấy mình biến thành một con rồng vàng, lại hóa thành hàng ngàn hàng vạn con rồng nhiều vô lượng vô biên, bay đến các thế giới khác. Đây là cảnh giới Hoa Nghiêm. Một số người nói đây là ý nghĩa biểu thị sự lưu thông. Ngài Thanh Lương Quốc sư trải qua 9 triều đại, làm thầy của 7 vị hoàng đế. Sau khi viên tịch, có vị sư người Ấn Độ đến Trung Quốc. Giữa đường gặp hai vị đồng tử mặc đồ xanh, bèn hỏi rằng, đang đi đâu, làm gì vậy? Đồng tử đáp, đến Trung Quốc thỉnh răng nanh của Bồ Tát Hoa Nghiêm đem về điện Văn Thù ở Ấn Độ để cúng dường. Vị sư đó đến Trung Quốc rồi tâu với vị hoàng đế chuyện vừa rồi. Vua bèn kiểm tra lại xác của Ngài Thanh Lương Quốc sư thì phát hiện trong miệng của Ngài thiếu một cái răng nanh. Đây là cảnh giới diệu không thể tả. Bồ Tát Hoa Nghiêm cũng đến Trung Quốc cho nên Ngài có hiện tượng đặc biệt. Y cứ vào sự phán quyết của Ngài Thanh Lương Quốc sư thì 5 quyển đầu của Kinh Hoa Nghiêm này là phần mở đầu, 15 quyển kế tiếp là phần Chánh Tông, 19 quyển sau là phần lưu thông. Tuy bộ kinh này không đầy đủ hoàn toàn nhưng đã có phần mở đầu, phần Chánh Tông và phần lưu thông. Ở Trung Quốc, Hoằng Dương Kinh Hoa Nghiêm đều là Đại Bồ Tát. Nếu chẳng phải có cảnh giới của Bồ Tát thì không thể giảng nói cảnh giới của Hoa Nghiêm, mà cảnh giới Hoa Nghiêm là diệu trong diệu, huyền trong huyền, không thể nghĩ bàn. Trước khi giảng kinh nghe kinh, trước hết phải nhận thức bộ kinh này là Đại Thừa hoặc là Tiểu Thừa. Có một câu chuyện liên quan đến việc Tiểu Thừa, Đại Thừa. Ở Ấn Độ có vị Thế Thân Bồ Tát và Vô Trước Bồ Tát. Hai vị này là hai anh em. Thế Thân Bồ Tát tu học theo giáo lý Tiểu Thừa, còn Vô Trước Bồ Tát thì tu học theo giáo lý Đại Thừa. Ngài Thế Thân Bồ Tát rất là thông minh. Ngài Vô Trước nghĩ muốn tìm cách độ người em là Ngài Thế Thân tin theo Pháp Đại Thừa, bèn nghĩ ra một pháp môn phương tiện, đó là cố ý giả bệnh. Người em nghe tin bèn đến thăm người anh bị bệnh. Người em đến rồi, người anh nói, em ơi, anh bị bệnh sắp chết rồi, em có thể tụng cho anh nghe kinh Đại Thừa được không? Người em vốn chẳng muốn, nhưng vì muốn làm mãn nguyện yêu cầu lần cuối của anh mình, bèn nhận lời đọc kinh Đại Thừa. Khi đọc đến kinh Hoa Nghiêm thì ngài càng đọc càng cảm thấy ý nghĩa thật không thể nghĩ bàn, biết cảnh giới kinh Hoa Nghiêm diệu không thể tả, như mặt trời ở trong hư không chiếu khắp vạn vật. Ngài biết mình đã sai lầm, bèn kêu người đem bảo kiếm đếm muốn cắt lưỡi của mình xuống. Ngài cảm thấy trước kia dùng lưỡi để khen ngợi Pháp Tiểu Thừa mà phỉ báng kinh Đại Thừa, cho nên muốn cắt lưỡi để chuộc tội. Người anh của ngài bèn nói, không cần phải cắt lưỡi, bây giờ em có thể dùng lưỡi của em để khen ngợi Pháp Đại Thừa. Ngài Thế Thân Bồ Tát nghe rồi cảm thấy rất có lý, bèn vào núi tu hành học tập kinh Hoa Nghiêm Đại Thừa, tạo thành một bộ Thập Địa Luận. Khi bộ luận đó hoàn thành, đại địa chấn động, trong miệng phóng quang. Ông vua bèn đến hỏi ngài rằng, có phải ngài chứng được quả A-la-hán chăng? Ngài Thế Thân Bồ Tát đáp, do lúc tuổi còn trẻ tu học Tiểu Thừa mà phỉ báng Đại Thừa, bây giờ sửa lỗi tu học kinh Hoa Nghiêm, tạo thành một bộ Thập Địa Luận. Do đó mà đại địa chấn động, trong miệng phóng quang, chứ chẳng phải là chứng quả. Ông vừa nói nguyên lai kinh Hoa Nghiêm vì diệu như thế. Bổn kinh này gồm 80 quyển, dịch giả là Ngài Thật Xoananda. Thật Xoananda nghĩa là hỷ học. Ngài dịch kinh Hoa Nghiêm từ tiếng Phạn ra tiếng Hán, do Ngài Hiển Thủ Pháp Sư giảng giải. Khi giảng đến thế giới Hoa Tạng, biển cõi chấn động, thì giảng đường và đại địa cũng đều chấn động. Lúc ban đầu phiên dịch kinh điển, hoàng đế đời nhà Đường Võ Tắc Thiên nằm mộng thấy trời dưới cam lồ, ngày thứ hai quả nhiên trời mưa xuống cam lồ. Hiện tượng phiên dịch bộ kinh Hoa Nghiêm này là rất quan trọng. Cho nên khi kinh dịch xong, khi ngài Hiền Thủ Pháp Sư giảng bộ kinh này thì đại địa sáu thứ chấn động. Do đó hoàng đế Võ Tắc Thiên hạ chiếu thư khen ngợi ngài Thật Xoananda. Cho nên kinh Hoa Nghiêm có rất nhiều cảnh giới không thể nghĩ bàn. Kinh văn
phẩm phổ hiền hạnh nguyện vào cảnh giới giải thoát không nghĩ bàn. Nước Kế Tân là tên của một nước vào thời nhà Đường. Tam Tạng là Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Luận. Kinh là hết thảy tất cả kinh điển, luật là giới luật, luận là luận nghị. Pháp sư có thể nói dùng pháp làm thầy, dùng Phật pháp làm thầy, cũng có thể nói dùng pháp thí cho người, dùng Phật pháp để bố thí cho người, đều xưng là pháp sư. Vị Tam Tạng pháp sư này là ai? Ngài là Bát Nhã. Bát Nhã là tiếng Phạn, dịch ra là trí huệ. Tại sao không dịch thẳng ra tiếng Tàu mà vẫn giữ âm tiếng Phạn? Vì nó thuộc về một trong năm thứ không dịch, là tôn trọng không dịch. Phụng chiếu nghĩa là phụng mạng lệnh của Hoàng đế để phiên dịch bộ kinh này từ tiếng Ấn Độ sang tiếng Tàu. Phẩm phổ hiện hạnh nguyện, thế nào gọi là phổ? Đạo khắp vũ trụ là phổ, ý nghĩa là đạo của Ngài đầy khắp vũ trụ. Đức đến cực thánh là hiền, ý nghĩa là đức tánh của Ngài đồng với thánh nhân. Hạnh là đại hạnh tu hành, nguyện là chỉ lời nguyện của Ngài phát ra lớn nhất, cho nên gọi là đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Trong Phật giáo có bốn vị đại Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù là trí huệ bậc nhất trong hàng Bồ Tát. Bồ Tát Địa Tạng là nguyện lực bậc nhất. Bồ Tát Quán Âm là từ bi bậc nhất. Bồ Tát Phổ Hiền là hạnh môn bậc nhất. Khi Phật nói pháp thì trước hết do đệ tử thỉnh pháp. Kinh Hoa Nghiêm thì Bồ Tát Phổ Hiền làm chủ thỉnh pháp. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Tôn giả Xá Lợi Phất thỉnh pháp. Kinh Lăng Nghiêm thì Tôn giả A Nan thỉnh pháp. Vào cảnh giới giải thoát không nghĩ bàn, ý nghĩa là đạt đến cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn, không cách gì tưởng tượng được. Giải thoát vốn chẳng có cảnh giới, có cảnh giới thì chẳng phải giải thoát. Vậy tại sao lại nói là cảnh giới giải thoát? Cảnh giới này chỉ là ví dụ, bổn lai chẳng có một cảnh giới nào, vì khi được giải thoát rồi thì gì cũng chẳng còn nữa. Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền, bấy giờ là lúc đó, Phổ Hiền tức là đạo khắp vũ trụ, đức đến cực thánh. Bồ Tát là tiếng Phạn, đầy đủ là Bồ Đề Tát Đoà. Bồ là giác, Tát là hữu tình, Bồ Tát là giác hữu tình, tức là giác ngộ hữu tình. Hết thảy tất cả chúng sinh đều gọi là hữu tình. Cây cỏ vô tình nhưng có tánh, có sinh tánh, mà Nho giáo gọi là nhân. Nhân tức là tánh, còn có thể nói là đạo, cũng có thể nói là mẹ của vạn vật. Con người đương nhiên cũng có nhân này, bằng không chẳng thể gọi là con người. Nhân và con người hợp lại gọi là đạo. Khổng Tử nói, nhân tức là tất cả cây cỏ đều có nhân này, đều có sinh cơ. Mùa xuân thì đâm chồi nảy lộc, như vậy cho đến mùa thu thì nở hoa kết trái, đây là nhờ có tánh nhân. Hoa cỏ cây cối có nhân chỉ là rất ít, cho nên khi hoa bị chặt đứt thì nó cũng phát ra một thứ tiếng sợ hãi. Chỉ bất quá con người không nghe thấy mà thôi. Nếu dùng khoa học để nghiên cứu thì sẽ nghe thấy được, đây là hiện tượng rất bình thường. Tại sao nó có thể phát ra tiếng? Vì nó cũng có tánh, bất quá tánh này chẳng đầy đủ, chỉ có một chút mà thôi. Tại sao hoa cỏ cây cối cũng có tánh? Vì chúng sinh lớn lên thời gian lâu dài thì cũng sẽ có một thứ cảm giác. Ở Trung Quốc có cây trướng cầu giới, cũng có cây bách quả thọ giới. Tại sao chúng có thể thọ giới? Chúng chẳng có tỉnh cũng sẽ biến thành hình người đi thọ giới. Đây chẳng phải là mâu thuẫn chăng? Kỳ thật chẳng có gì là mâu thuẫn, đây chỉ là một thứ cảnh giới rất bình thường, vì chúng tuổi thọ rất cao, kinh nghiệm cũng nhiều, hơn nữa cùng sống với con người trên thế gian, lâu dần thì sinh ra có tánh lai của một cổ nhân, tức cũng là có nhân rồi thì có tình cảm rồi thì cũng có ý tưởng thọ giới, trước khi chúng chưa thọ giới thì chẳng biết. Làm chẳng biết bao nhiêu là việc xấu, về sau biết làm những việc như vậy không đúng, bèn đi thọ giới, thậm chí nghĩ muốn xuất gia. Bồ Tát Phổ Hiền giáo hóa tất cả chúng sinh, chẳng những độ hữu tình, mà cho đến vô tình cũng muốn độ. Hữu tình vô tình, đồng viên trùng trí, đồng thành Phật đạo, do đó gọi là Phổ Hiền. Ngài nguyện độ hết thảy hoa cỏ cây cối, một số người chỉ biết độ người, còn Ngài dù chẳng có sinh mạng cũng muốn độ. Hai chữ Bồ Tát lại có thể dịch thành chúng sinh đại đạo tâm, còn gọi là khai sĩ, vì Ngài đều công khai hết thảy, chẳng có tâm ích kỷ, chẳng có tâm lợi mình, chẳng có tâm đố kỵ, chẳng có tâm chướng ngại. Mà Hà Tát tức là Đại Bồ Tát, vị Bồ Tát Phổ Hiền này là Đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát, chẳng phải Tiểu Bồ Tát. Lúc ban đầu mới phát tâm Bồ Đề là Tiểu Bồ Tát, khi phát tâm Bồ Đề lâu rồi tức là Đại Bồ Tát. Lúc ban đầu thọ Bồ Tát giới là Tiểu Bồ Tát, khi Bồ Tát giới thọ lâu rồi lại nương giới tu hành tức là Đại Bồ Tát. Khen ngợi công đức Như Lai thủ thắng rồi, bảo các Bồ Tát và thiện tài rằng: Bồ Tát Phổ Hiền khen ngợi tán thán công đức thủ thắng của Như Lai. Thế nào gọi là Như Lai? Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật. Tất cả chư Phật trước kia có rất nhiều danh hiệu,
Vì quá nhiều nên con người không dễ gì nhớ hết, mới giảm xuống còn 1 vạn danh hiệu. 1 vạn danh hiệu vẫn không dễ gì nhớ hết được, lại giảm xuống còn 1.000 danh hiệu. 1.000 danh hiệu vẫn còn quá nhiều, bèn giảm xuống còn 100 danh hiệu. Vì chúng sinh sức nhớ không tốt cho nên cuối cùng giảm xuống còn 10 danh hiệu. Chữ như của Như Lai nghĩa là bất động, tức là tĩnh. Lai nghĩa là động, nghĩa là trong tĩnh có động, trong động có tĩnh. Như Lai là thừa đạo như thật, đây là tĩnh. Lai thành chánh giác, đây là động. Tuy trên danh xưng có động có tĩnh, nhưng bản thể của Phật thì chẳng động chẳng tĩnh, động tĩnh không hai. Động tức là tĩnh, tĩnh tức là động. Phải nói như thế nào đây? Vì động là từ trong tĩnh sinh ra, mà tĩnh là do trong động hiển ra, cho nên động tĩnh không hai gọi là Như Lai. Bồ Tát Phổ Hiền ở tại một phẩm trước tán thán công đức của Như Lai hơn hết tất cả công đức, vì tất cả công đức không thể bằng được. Công đức của Như Lai dù có nói cũng nói không hết được, khen ngợi cũng khen ngợi không hết được. Tuy nói không hết, khen ngợi không hết, nhưng Bồ Tát Phổ Hiền dùng hạnh nguyện rộng lớn của Ngài để khen ngợi công đức thù thắng của Như Lai. Thế nào gọi là công đức? Công thì phải lập, đức thì phải làm. Thế nào gọi là lập công? Ví như trong một trường học có một vị thầy giáo tận tâm tận sức đối với trường học, dạy học hết mình và còn làm những công việc khác. Đây tức là công, đức là làm việc có lợi ích đối với tất cả mọi người, giúp người không cần đền đáp, thì ân bất cầu báo, đây tức là đức. Đức có phân ra đức lớn và đức nhỏ, chẳng phải nói làm đức phải làm lớn, còn đức nhỏ thì không làm. Thế nào gọi là đức nhỏ? Nghĩa là đối với người khác có lợi ích rất nhỏ cũng phải làm. Bạn làm được nhiều rồi thì tánh đức sẽ tự nhiên lớn lên, nếu bạn không làm thì vĩnh viễn sẽ chẳng có đức. Do đó, đạo thì phải hành, tu đạo là phải tu hành, chẳng phải chỉ nói suông tu đạo bằng cái miệng, suốt ngày đến tối nhớ tu đạo mà chẳng chịu tu hành. Đây gọi là khẩu đầu thiền mà thôi, chẳng có ích gì. Đức thì phải làm, đức thì phải đi làm, chẳng làm thì sẽ không có đức. Cho nên nói, đạo thì phải hành, không hành sao gọi là đạo, đức thì phải làm, không làm sao có đức. Công đức của Như Lai không thể nào tán thán khen ngợi hết được. Bồ Tát Phổ Hiền khen ngợi công đức của Như Lai rồi, bảo hết thảy vô lượng vô biên các Bồ Tát trong Pháp hội Hoa Nghiêm và Thiện Tài Đồng Tử. Chữ các có thể nói là rất nhiều, cũng có thể nói là rất ít. Giảng về chữ nghĩa thì có thể là nhiều, cũng có thể là một. Khi làm lời trợ từ thì trợ giúp ngữ khí, đó tức là một vị Bồ Tát. Chiếu theo nghĩa chữ các thì đó là số rất nhiều, nhiều tức là các, cũng tức là rất nhiều Bồ Tát. Trong Hoa Nghiêm Hải Hội không thể nói về chữ một được. Tại sao? Vì Bồ Tát có nhiều vô lượng số mục. Thiện Tài tuy là đứa trẻ nhưng thần thông diệu dụng của Ngài rất lớn, không thể nghĩ bàn. Thiện Tài Đồng Tử có 53 vị sư phụ, đối với Phật giáo Trung Quốc có ảnh hưởng rất phức tạp. Phức tạp như thế nào? Phật giáo đồ đều học theo giống như Thiện Tài Đồng Tử nói. Thiện Tài Đồng Tử có 53 vị sư phụ, còn tôi ít nhất cũng phải có 10 vị, 20, 30 vị sư phụ. Đây chẳng phải là quá nhiều chăng? Hành vi này là mê tín nhất, không đúng đắn nhất. Tôi rất phản đối về chuyện này. Chẳng phải tôi sợ đệ tử của tôi bỏ tôi đi tìm một vị thầy khác làm sư phụ, mà đây là một thứ phong khí và tập quán xấu nhất trong Phật giáo. Tại sao Thiện Tài Đồng Tử có 53 vị sư phụ mà chẳng xấu nhất, còn ở Trung Quốc lại 3-4 vị sư phụ thì là xấu nhất? Phàm việc gì cũng đều có đạo lý của nó. Thiện Tài Đồng Tử có tới 53 vị sư phụ là do vị sư phụ đầu tiên của Ngài dạy Ngài đi lại vị sư phụ thứ hai làm sư phụ, chứ chẳng phải Ngài tự nghe nói người nào đó có đạo đức bèn rình rập, chẳng nói với sư phụ mà tự ý đi lại một người khác làm sư phụ. Như thế gọi là lại một vị sư phụ, trái một vị sư phụ. Trái nghĩa là làm trái, nếu bạn đối tốt với sư phụ thì tại sao phải làm trái ý sư phụ? Giống như chúng ta có một người cha là đủ rồi, chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể làm người cha thứ hai của chúng ta không thể đi tìm 7-8 vị sư phụ nhiều như thế. Sư phụ là cha mẹ pháp thân xuất thế của chúng ta, vậy bạn lại nhiều sư phụ như thế để làm gì? Thiện Tài Đồng Tử học hết sự học vấn đạo đức thần thông diệu dụng của vị sư phụ đầu tiên của Ngài. Sư phụ của Ngài đã không còn gì có thể dạy Ngài, bèn kêu Ngài đi về hướng Nam, đi tìm người đó làm sư phụ. Do đó Ngài mới lại một vị sư phụ khác để làm sư phụ. Rồi Ngài học hết bản lãnh và tất cả năng lực của vị đó, rồi vị sư phụ đó lại giới thiệu cho Ngài đi về hướng Nam lại một vị tôn giả khác, một vị Bồ Tát khác, một vị tỳ kheo khác làm sư phụ, nói đạo nghiệp của Ngài rất cao so với con. Đó là sư phụ của Ngài kêu Ngài đi lạy sư phụ, chứ chẳng phải Ngài tự ý đi lạy vị khác làm sư phụ.
Như vậy cho đến vị sư phụ thứ 53, Ngài hoàn toàn học tập hết thần thông diệu dụng, vận dụng tự tại của các vị đó. Cho nên thần thông diệu dụng của thiện tài đồng tử rất là rộng lớn. Chúng ta đừng xem Ngài là một đứa trẻ, bản lãnh của Ngài rất lớn. Người Trung Quốc do thọ ảnh hưởng của việc này, họ cũng đi các nơi loạn lại những vị khác làm sư phụ, lại xong một vị, lại thêm một vị. Đây gọi là làm bại hoại của Phật giáo. Cho nên lúc tôi ở tại Trung Quốc và Hương Cảng, phàm người nào đã thọ quy y Tam Bảo rồi lại muốn quy y với tôi thì tôi không thu nhận họ. Tại sao? Vì tôi cho rằng họ là bại loại của Phật giáo. Vì chẳng phải sư phụ của họ kêu họ đến, mà là họ làm trái với sư phụ của họ. Quy y chỉ có thể quy y một lần, còn thọ giới thì có thể thọ giới, thọ một giới, hai giới, ba giới, bốn giới, năm giới, bát quan trai giới, hoặc giới Bồ Tát, 10 giới trọng, 48 giới khinh. Không thể lại vị sư phụ này, rồi lại vị sư phụ kia. Đến khi bạn chết rồi, thì rốt ráo bạn theo vị sư phụ nào, căn bản không chỗ nào để quay trở về vì bạn có quá nhiều sư phụ. Chúng ta ở trong Phật giáo là nói đạo lý. Ở Trung Quốc có rất nhiều Phật tử quy y rất nhiều lần. Bạn hỏi họ, cứu kính quy y là gì? Họ sẽ trừng mắt, chẳng nói được lời nào. Quy y cả chục lần, thậm chí cả trăm lần mà chẳng biết quy y là gì. Bạn nói có đáng thương xót chăng? Họ nói tất cả những người xuất gia đều là sư phụ của họ. Nhưng tôi nói họ một vị sư phụ cũng không có, vì tâm họ chẳng tin thì làm sao có thể cứu được. Không tin thì không thể cứu được, tâm phải tin thì mới có thể cứu được. Ở Trung Quốc, giữa những vị xuất gia bất hòa với nhau cũng là vấn đề này. Đệ tử của vị thầy này chạy đến vị thầy khác trong vô hình, biểu thị vị thầy đó thiếu đạo đức. Do đó hai vị thầy sinh ra ý kiến bất hòa gây gổ, lửa vô minh bùng phát. Như một số thầy ở Trung Quốc là do đệ tử tranh đấu như lửa với nước, không tương dung với nhau vì đệ tử lén đi quy y. Bạn sợ tôi cướp đệ tử của bạn, tôi cũng sợ bạn cướp đệ tử của tôi. Tuy thiện tài đồng tử chiếm địa vị rất quan trọng ở trong Kinh Hoa Nghiêm, nhưng ảnh hưởng rất phức tạp đối với Phật giáo Trung Quốc. Vị thầy biết rõ thu nhận đệ tử của người khác là không đúng, không hợp pháp, mà tại sao vẫn muốn thu nhận? Tức là vì phan duyên. Một lần thu đệ tử thì sẽ có một bao đỏ lì xì. Người ta cúng tiền, cũng vì tiền mà tâm của vị thầy dao động, rõ ràng biết là không đúng mà cũng làm. Bạn nói đây có phải là rất phức tạp chăng? Tại sao vậy? Thứ nhất là vì làm đồng tử. Thứ hai là vì làm thiện tài. Vì thiện tài mà làm tâm người dao động, tài có tốt chăng? Hơn nữa, tiểu đồng tử này có rất nhiều tiền, hóa duyên tiền. Lòng người tu đạo bị dao động, biết rõ là việc không đúng lại muốn làm. Đây là tập khí xấu nhất trong Phật giáo. Tôi hy vọng Phật giáo nước Mỹ đừng có tình hình này phát sinh. Nếu muốn quy y, thì lúc ban đầu nên đi tìm một vị thầy tốt. Sau khi quy y rồi, thì đừng làm trái ý, đừng phản bội vị thầy mình quy y. Thiện tài đồng tử có 53 vị sư phụ, cũng làm ảnh hưởng đến Phật giáo Trung Quốc, có phong khí không đúng đắn và mê tín. Phật giáo ở nước Mỹ lúc còn chưa phổ biến thì đừng có lưu hành thứ mau bệnh này, đừng có làm cho người khác có thứ mau bệnh này. Ví như Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo rửa tội chỉ là một lần thôi, không thể nói lần này rửa chưa sạch, lại rửa lần nữa, rửa tới rửa lui vẫn là một người. Trong Phật giáo cũng không cần phải quy y một lần rồi lần khác, nói rằng tôi quy y lần đầu, đại khái Phật không biết, cho nên tôi quy y lần thứ hai. Nếu lần đầu bạn quy y mà Phật không biết, thì lần thứ hai, lần thứ ba, ngàn vạn lần Phật cũng không biết. Tại sao vậy? Vì Phật chẳng phải ở đó ngủ, chẳng nhìn thấy bạn quy y. Phật là một bậc đại giác, chỉ cần trong tâm bạn nghĩ chân chánh quy y Phật, thì Phật đã biết rồi. Cho nên nói cảm ứng đạo giao nan tư nghỉ. Nếu bạn nói Phật chẳng biết thì bạn vốn chẳng tin Phật, vốn cũng chẳng quy y. Như vậy thì dù bạn có quy y mấy ngàn lần cũng chẳng có ích gì. Khi bạn quy y rồi thì nhất định phải tôn sư trọng đạo, phải cung kính đối với sư phụ. Tôi nói đạo lý này chẳng phải muốn đệ tử quy y với tôi, cung kính tôi, vì tôi cảm thấy họ đối với tôi đã rất cung kính rồi. Phàm là người quy y rồi nên nhớ đừng có làm trái ý hoặc bất kính thầy mà mình quy y. Bất kính với sư phụ là sẽ đọa địa ngục. Đọa vào địa ngục gì? Như trong Kinh Địa Tạng có nói về địa ngục Thiên Đao, đệ tử không hiếu thuận với sư phụ thì sẽ đọa vào địa ngục này. Có những đồ đệ chẳng hiếu thuận với thầy, chẳng nghe lời thầy dạy, tự mình muốn làm gì thì làm. Chẳng những chẳng thuận với thầy, mà còn phỉ báng thầy, mắng thầy, thậm chí đánh thầy, giết thầy, cho thầy uống thuốc độc, dùng đủ thứ phương pháp để hại thầy.
Những việc này đã từng xảy ra, các vị đừng có cười. Trên thế gian này, chúng sinh gì cũng đều có. Ví như ngồi ghế của sư phụ, chơi đùa bát chén của sư phụ cũng là phạm lỗi. Trừ khi sư phụ kêu bạn làm thì bạn mới làm. Sư phụ chẳng kêu bạn làm thì bạn đừng có tự ý đi làm, vì như thế sẽ phạm lỗi. Sự việc quan hệ này rất quan trọng. Và tất cả mọi thời, mọi nơi đừng có phỉ báng sư phụ, đừng có nói chuyện đàm luận sau lưng sư phụ. Đây cũng là phạm lỗi khẩu nghiệp, phạm tội nghiệp. Thiện nam tử, công đức của Như Lai, giả sử tất cả chư Phật mười phương trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật sẽ nói liên tục cũng không hết được. Nếu muốn thành tựu môn công đức này, thì nên tu mười hạnh nguyện rộng lớn này. Đoạn kinh văn này nói về công đức của Phật, nói cũng không hết được. Thiện nam tử là người đã quy y Tam Bảo, đã thọ năm giới và tu trì mười điều lành. Hiện tại tôi nói với các vị, công đức của Như Lai, giả sử tất cả chư Phật mười phương trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật, dù có trải qua thời gian lâu dài nhiều như số hạt bụi, dễ nói công đức của Như Lai liên tục không ngừng, cũng nói không hết được. Phật có vô lượng vô biên công đức nói không hết được, phải chăng chỉ có Phật mới có công đức này? Một số chúng sinh chẳng có phần chăng? Chẳng phải Phật giáo là bình đẳng nhất mà còn tuyệt đối chẳng chuyên chế độc tài. Phật giáo nói là ai ai cũng đều có thể thành Phật. Chẳng những mọi người có thể thành Phật mà tất cả chúng sinh, phi tiềm, động thực, bay trên trời, ở dưới nước, tất cả động vật, thực vật, cây cối, hoa cỏ, noãn thai, thấp hóa, bốn thứ sinh, 12 loài chúng sinh đều có thể thành Phật. Chẳng phải nói chỉ có thể tôi thành Phật còn bạn thì không thể thành Phật. Cũng chẳng giống như những tôn giáo khác, chỉ có tôi là một vị thần chân thật, còn những kẻ khác đều là giả. Chỉ sợ bạn chẳng thành Phật, nếu bạn thành Phật tức là Phật thật, chẳng phải là Phật giả. Hết thảy chư Phật đều là thật, hết thảy chúng sinh đều có thể thành Phật thật. Chẳng phải nói chỉ có tôi thành Phật, còn bạn thì không thể thành Phật. Thứ giáo nghĩa này quá nhỏ, chẳng nói chỉ có tôi một vị chân thần, những người khác đều là giả. Chỉ có một vị thần thì có ý nghĩa gì chớ? Như vậy thì biến thành thần cô độc. Phật có rất nhiều, Phật Phật đạo đồng chẳng có khác biệt. Chúng ta tất cả chúng sinh muốn thành tựu công đức của Phật thì nên tu mười hạnh nguyện rộng lớn. Mười hạnh nguyện rộng lớn này, nếu chúng ta tu hành thành công thì sẽ đạt được công đức của Phật. Những gì là mười? Một là lễ kính chư Phật, hai là khen ngợi Như Lai, ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh chuyển bánh xe pháp, bảy là thỉnh Phật ở lại đời, tám là thường theo Phật học, chín là luôn thuận chúng sinh, mười là hồi hướng khắp hết. Những gì là mười hạnh nguyện rộng lớn? Đây là hỏi về tên của mười hạnh môn rộng lớn. Thứ nhất là lễ kính chư Phật. Lễ là lễ phép. Lễ là đó đây biểu hiện cung kính. Bạn lễ phép với người khác thì họ cũng sẽ lễ phép với bạn. Lễ là một trong ngũ thường, nhân nghĩa, lễ, trí, tín. Sở dĩ con người khác với loài cầm thú là vì có lễ phép. Nếu chẳng có lễ phép thì chẳng khác gì loài cầm thú. Cho nên chúng ta đối với Phật phải thành tâm cung kính. Cung kính một người, chúng ta cần phải có sự lễ phép. Đối với Phật thì càng cần phải có lễ phép. Có lễ phép thì có sự cung kính. Tượng Phật là đại biểu tượng trưng cho Phật, cho nên phải kính lễ Phật. Trước kia người Trung Quốc không muốn lễ lại Phật, giống như người Mỹ bây giờ. Tôi đến nước Mỹ, có nhiều người nói với tôi rằng người Mỹ chẳng muốn lễ lại Phật. Tôi bèn nói vậy thì càng tốt. Không muốn lễ lại Phật thì tôi nhất định sẽ lễ lại họ. Nếu họ không lễ lại Phật thì tôi sẽ không dạy họ Phật Pháp. Đây là lời nói không khách sáo. Bạn lễ lại thì tôi dạy bạn Phật Pháp. Nếu bạn không lễ lại mà lại muốn theo tôi học Phật Pháp thì tôi sẽ không dạy bạn. Tại sao vậy? Vì bạn chẳng lễ phép với Phật thì sao tôi phải dạy bạn chớ? Trước kia người Trung Quốc tuy tin Phật nhưng chẳng muốn lễ lại Phật, giống như con khỉ. Bạn dạy con khỉ lễ lại, nó cũng chẳng muốn lại, còn có ngựa, bò, vân vân. Tùy trong tâm của chúng cung kính Phật nhưng cũng chẳng lại Phật. Trước kia người Trung Quốc đối với Phật cũng như thế, cung kính mà chẳng lại, trong tâm tin Phật nhưng chẳng lại Phật. Có một vị Bồ Tát Lạc Na nhìn thấy tình hình như vậy, tùy người Trung Quốc tin Phật mà chẳng lại Phật thì chẳng có ích gì. Do đó, Ngài tạo một quyển lễ pháp 7 cách lại Phật để dạy người Trung Quốc lại Phật như thế nào. Tình hình Phật giáo chuyển đến các nơi cũng tương tự chẳng khác là bao. Lúc ban đầu người Trung Quốc chẳng muốn lại Phật, hiện nay người Mỹ cũng không muốn lại Phật. Tại sao vậy? Vì họ chưa từng lại Phật bao giờ, cũng có một thứ tướng ta và ngã mạn cho rằng ta đây còn cao hơn núi Tu Di, làm gì mà có thể lại Phật được chớ?
Thậm chí có người thấy người khác lại Phật thì họ đứng qua một bên giống như khúc gỗ, có người thì ngồi qua một bên giống như hòn đá, có đủ thứ sự khác nhau như thế. Người tin Phật thì phải lại Phật, cho đến Phật mà không lại thì làm sao nói đến lòng tin được. Do đó chúng ta phải lễ lại tượng Phật. Tượng Phật tuy làm bằng gỗ, vậy chúng ta lại ngài có lợi ích gì? Tượng Phật đó cũng chẳng phải Phật. Phật thì đầy khắp tất cả mọi nơi, chẳng có một nơi nào mà chẳng có pháp thân của Phật ở tại đó. Tượng gỗ chỉ bất quá là một thứ biểu pháp mà thôi, cũng là đại biểu cho Phật. Giống như lá cờ của mỗi quốc gia, người dân cũng hướng về lá cờ quốc gia hành lễ chí kính. Lá cờ làm bằng vải hoặc bằng giấy, vậy bạn lễ kính lá cờ có lợi ích gì? Quốc kỳ là đại biểu tính mạng của một quốc gia, cho nên nhân dân hướng về quốc kỳ lễ kính, tức cũng là cung kính đối với quốc gia. Tượng Phật cũng là tượng trưng cho Đức Phật, do đó chúng ta phải lễ lại tượng Phật. Phật thì đầy khắp tất cả mọi nơi, vậy có phải chúng ta hướng về bốn phương tám hướng đảnh lễ chăng? Không hẳn như vậy, chúng ta phải nương tựa một nơi, có chỗ nương tựa thì sẽ có mục tiêu và đại biểu. Giống như hành lễ chí kính một quốc gia, phải chăng phải đến mỗi tỉnh hoặc mỗi huyện để kính lễ? Không cần làm như thế, chỉ cần hướng về trước lá cờ kính lễ thì được rồi. Chúng ta hướng về tượng Phật kính lễ, ý nghĩa cũng giống như thế. Bảy cách lạy Phật là: một, ngã mạn lễ. Có người tuy lạy Phật nhưng ngã tướng không trừ, nên lại chẳng tự nhiên, đều có cảm giác tôi lạy Phật để làm gì, sao tôi phải lạy ngài chớ. Lạy Phật một cách rất miễn cưỡng, hoặc thấy người khác lạy còn mình chẳng lạy, cảm thấy không thích hợp cho nên cũng lạy theo, nhưng trong tâm bèn nghĩ đây là mê tín, lại có ích gì chứ. Đây là do còn tướng ta quá lớn, vẫn còn ngã mạn tồn tại. Hai, cầu danh lễ. Nghe nhiều người khen ngợi, nói người nào đó lại Phật, lại tụng kinh, lại sám hối, thật là dụng công tu hành. Nghe người ta khen ngợi người đó tu hành, do đó họ bèn nghĩ, muốn có được cái danh tu hành mà lễ Phật, lễ sám. Tùy họ cũng tùy hỷ, nhưng họ chẳng phải lại Phật một cách chân thật, mà là vì lại danh cầu danh. Tức chẳng phải vì tin, cũng chẳng phải vì không tin mà lạy, mà là nhìn thấy người khác lạy Phật thọ được sự cúng dường, cung kính và khen ngợi, họ cũng muốn thọ người cúng dường, cung kính và khen ngợi. 3. Thân tâm sướng hỏa lễ. Nhìn thấy người ta lạy tôi cũng lạy, họ lễ tôi cũng lễ, thân tâm chuyển theo người. Họ như thế nào tôi cũng như thế ấy, chẳng màng lạy Phật có ích lợi gì hoặc chẳng có ích lợi gì, cũng chẳng màng là chánh tín hoặc là mê tín. Họ lại chẳng có tâm cầu danh, chỉ là làm theo người khác. Lễ lại Phật như vậy cũng chẳng có công đức gì, cũng chẳng có lỗi lầm gì, chỉ bình thường mà thôi. 4. Trí tịnh lễ. Thế nào gọi là trí tịnh lễ? Trí là trí huệ, tịnh là thanh tịnh. Dùng trí huệ chân chánh thanh tịnh thân tâm của mình. Đây là người có trí huệ, phương pháp lại Phật thanh tịnh thân miệng ý ba nghiệp của mình. Khi bạn lại Phật thì thân chẳng có phạm giới, sát, trộm, dâm, cho nên thân nghiệp thanh tịnh. Khi bạn lạy Phật thì cũng chẳng có tâm tham sân si, chỉ một lòng cung kính lạy Phật, cho nên ý nghiệp cũng thanh tịnh. Khi bạn lạy Phật thì niệm danh hiệu Phật hoặc chỉ tụng kinh chú, cũng không phạm nói dối, nói theo rẻ, nói hai lưỡi, chửi mắng, bốn điều ác, cho nên miệng cũng thanh tịnh. Thần miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, đây là bậc trí dùng trí huệ chân chánh để lạy Phật, gọi là trí tịnh lễ. 5. Vào khắp pháp giới lễ. Khi lạy Phật thì phải quán tưởng thân ta tuy chưa thành Phật mà tâm tánh đầy khắp pháp giới. Hiện tại đang lại ở trước một vị Phật, đồng thời cũng lại tất cả chư Phật khắp pháp giới. Không những chỉ lại một vị Phật mà là ở trước mỗi vị Phật đều có hóa thân của tôi, đảnh lễ cúi đầu, đồng thời đang cúng dường chư Phật Bồ Tát. Do đó có câu, tất cả do tâm tạo. Tâm đó của bạn đồng khắp pháp giới, thứ lễ lạy này cũng đồng khắp pháp giới. Bạn tu hành như vậy cũng đồng khắp pháp giới, hết thảy 3.000 đại thiên thế giới đều bao quát ở trong pháp giới. Thần tận hư không khắp pháp giới, bạn hành cung kính lễ cũng tận hư không khắp pháp giới, bạn đắc được công đức cũng tận hư không khắp pháp giới. 6. Chánh quán tu hành chí thành lễ. Chánh quán là chuyên nhất tâm để quán tưởng lại Phật. Lạy một vị Phật là lạy pháp giới vị Phật, lạy pháp giới vị Phật tức cũng là lạy một vị Phật. Vì mười phương ba đời chư Phật đồng cùng một pháp thân, do đó Phật Phật đạo đồng. Chúng ta phải chuyên nhất tâm đề quán tưởng lạy Phật. Tu hành đừng khởi vọng tưởng, đừng có thân thì đang lạy Phật, còn tâm thì chạy đến rạp chiếu phim, hoặc chạy đến siêu thị, hoặc chạy đến vũ trường, quán rượu, v.v. Tóm lại không cần mua vé mà đi đến các nơi,
lúc trên trời, lúc dưới đất, có lúc chạy đến New York rồi chạy qua San Francisco. Họ tự cho rằng có thần thông, kỳ thật quỷ thông còn không có, mà làm gì có thần thông, đó chỉ là vọng tưởng mà thôi. Khi lại Phật mà khởi vọng tưởng, đó là tà quán. Chánh quán tu hành thì không khởi vọng tưởng, lại Phật tức là một lòng lại Phật, tâm không làm việc gì khác. Khi lại Phật thì đừng khởi những vọng tưởng khác, đó gọi là chánh quán tu hành chí thành lễ. Tu hành như vậy, bạn lại một vị Phật hơn hẳn trăm ngàn vạn vị Phật, cũng hơn hẳn những người khác lại Phật trăm ngàn vạn lại mà khởi vọng tưởng. Cho nên tu hành thì bạn phải biết pháp môn đó và đắc được để mà vào. Nếu bạn chẳng biết pháp môn đó, tuy cũng lại Phật, mọi người thì lại Phật, còn bạn lại Phật mà cứ khởi vọng tưởng, đợi tí nữa lại Phật xong thì đi uống cà phê, uống rượu. Bạn cứ khởi vọng tưởng như vậy thì chẳng phải là chánh quán tu thành chí thành lễ. Như vậy thì sẽ chẳng có công đức. 7. Thật tướng bình đẳng lễ. Thật tướng lễ là lễ mà chẳng lễ, chẳng lễ mà lễ. Có người nói tất nhiên lễ mà chẳng lễ, chẳng lễ mà lễ. Vậy tôi chẳng lại Phật tức là lại Phật. Chẳng phải nói như vậy, ý nghĩa là tuy bạn lại Phật mà chẳng chấp tướng lại Phật, chứ chẳng phải nói bạn không lại Phật tức là lại Phật. Như vậy thì biến thành cuồng vọng, loại người này hết thuốc chữa, không cách gì cứu được. Tại sao vậy? Vì sự chấp trước tướng của họ quá ngu si. Thật tướng bình đẳng lễ là bình đẳng lễ lại Tam Bảo, lại cúng dường Phật Pháp Tăng, chẳng có sự phân biệt. Một niệm chẳng sinh, một niệm chẳng diệt, đây tức là pháp thật tướng bình đẳng, chẳng sinh chẳng diệt. Do đó có câu, một niệm chẳng sinh toàn thể hiện, bạn chân thật lại Phật, lại đến một niệm không sinh, lại đến không ta không người, không chúng sinh không thọ mạng, thì bạn với pháp giới hợp đồng một thể. Lúc đó mười phương thế giới hiện toàn thân, thân thể của bạn tùy đang ở đó mà lớn đồng pháp giới, tức cũng là thật tướng vô tướng. Thân đó của bạn cũng tức là pháp giới tức cũng là thân của bạn. Đây tức là thật tướng vô tướng, bạn thấy đây có diệu chăng? Trước kia thân của bạn lớn chỉ bằng cỡ núi Tu Di, mà núi Tu Di thì ở trong pháp giới giống như một hạt bụi ở trong pháp giới mà thôi. Đừng cho rằng núi Tu Di quá lớn, nhưng hiện tại núi Tu Di ở trong pháp thân của bạn, bạn bao hàm núi Tu Di. Bạn thấy đây có diệu chăng? Hết thảy vũ trụ, tất cả vạn vật đều bao quát ở trong tự tánh của bạn. Đây là một thứ thật tướng bình đẳng, một thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Nếu bạn lại Phật đến cảnh giới này, thì bạn nói chỗ diệu này nói có hết chăng? Nói không thể hết được. Ở trên đã nói đơn giản về lễ nghi 7 cách lễ lại Tam Bảo. Nếu nói rộng ra thì lễ nghi tới 300, oai nghi tới 3.000, chữ lễ rất là nhiều. Trung Quốc có một bộ lễ kinh, còn gọi là lễ ký, chuyên ghi đủ thứ lễ pháp, như vị trí lúc nào ngồi thì nên ngồi, mỗi người đều có chỗ nhất định. Người lớn thì có chỗ của người lớn ngồi, trẻ con thì có chỗ của trẻ con ngồi, nam nữ già trẻ đều có vị trí chỗ ngồi của họ, không thể tùy tiện bạ đầu ngồi đó. Nói đến lễ, trước kia khi tôi còn trẻ hay nói về lễ nghĩa. Nói về lễ nghĩa như thế nào? Tôi rất hoan hỉ người ta cung kính tôi. Tôi lại rất thích làm hoàng đế, hết thảy trẻ con trong thành đều phải nghe lời chỉ huy của tôi. Tôi kêu họ vun lên một cái đồi cao, rồi tôi ngồi trên đó, kêu tất cả bọn trẻ con cúi đầu xá lạy tôi. Rất là kỳ lạ, bọn chúng cũng đều làm theo, không phản đối, đều nghe ra lời, ra lệnh của tôi. Đây là sự việc xưa kia lúc tôi khoảng 12 tuổi. Sau 12 tuổi, khi tôi nhìn thấy một đứa trẻ chết mới biết con người rồi cũng sẽ chết. Cho nên về sau tôi thay đổi những tập quán thói quen xấu, không còn kêu người ta phải cúi đầu xá lạy tôi, mà là tôi cúi đầu xá lạy họ. Khi bắt đầu, trước hết tôi lại cha mẹ tôi, sáng sớm tôi đều lại cha mẹ tôi mỗi người 3 lạy. Về sau tôi nghĩ đến thế giới, chẳng riêng gì cha mẹ mà còn có trời đất hoàng đế sư phụ. Do đó cũng lên lại trời đất hoàng đế sư phụ, lúc đó tôi còn chưa biết ai là sư phụ của tôi. Nhưng trong tâm tôi nghĩ rằng tương lai tôi chắc chắn sẽ có một vị sư phụ. Hiện tại tuy tôi chưa được gặp nhưng tôi lễ lại sư phụ trước. Về sau tôi lại nghĩ đến trên thế giới có những bậc thánh nhân, do đó tôi lại lạy những bậc thánh nhân, lại có hiền nhân, tôi lại lạy bậc hiền nhân, rồi tôi lại biết trên thế giới còn có Phật, tôi lại lễ lại Phật, lễ lại Bồ Tát Thanh Văn Truyền Giác, tôi lại nghĩ tới những người tốt, những người thiện, rồi tôi lễ lại họ. Trong tâm tôi nghĩ vì họ làm việc thiện giúp đỡ người nghèo, cho nên tôi thay thế người nghèo cảm tạ họ. Về sau tôi lại nghĩ người ác cũng rất đáng thương, tôi nên thay thế họ lễ lại Phật, xin Phật tha thứ cho họ, miễn tội lỗi cho họ.
khiến cho họ cải ác hướng thiện. Do đó, tôi lại đại biểu những người có tội trên thế giới lễ lại Phật sám hối, lại đại biểu cho những người bất hiếu với cha mẹ trên thế giới lễ lại Phật, sám hối với Phật. Như vậy, mỗi lần lễ lại hơn 830 lạy. Mỗi sáng sớm tôi dậy thật sớm khi mọi người chưa thức dậy, tôi rửa mặt, đánh răng, mặc quần áo chỉnh tề, đi ra ngoài trời thắp nhang lễ lại. Dù trời có mưa to gió lớn tôi vẫn lễ lại, thậm chí trời đổ tuyết lạnh lẽo tôi vẫn đứng ngoài trời lễ lại. Lại xong hơn 830 lạy, mất khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Buổi tối khi mọi người đi ngủ hết, tôi lại ra ngoài trời lễ lại. Tôi lại như vậy trải qua nhiều năm, cho đến khi tôi ở bên phần mộ mẹ tôi thì tôi mới thay đổi mỗi ngày chỉ lạy 9 lạy. Thế nào gọi là kính? Là làm theo những gì hợp với quy củ, hợp với lễ nghi. Nếu chẳng giữ lễ thì chẳng kính. Ví như bạn cung kính đối với người đó thì ở trước mặt người đó phải giữ quy củ. Nếu như chẳng cung kính người đó thì có thể tùy tiện phóng dật. Nhưng hiện tại phải lễ kính đối với Phật thì phải kiền thành, tất cung, tất kính. Lễ kính chư Phật tức là lễ kính tất cả chư Phật mười phương ba đời. Phật là bậc đại giác, phàm phu thì túy sinh mộng tử. Sống thì như kẻ say, chết thì như kẻ mộng, chẳng biết ba cõi là khổ, cũng chẳng muốn thoát khỏi ba cõi. Đây tức là chẳng giác ngộ. Hàng nhị thừa trong phàm phu là bậc giác ngộ. Giác ngộ sinh tử vô thường rất là nguy hiểm, cho nên tu hành đến được cảnh giới lý không, ngộ được bốn pháp bốn đế, xưng là thanh văn, ngộ được pháp 12 nhân duyên, xưng là duyên giác. Trong phàm phu có thể gọi là bậc giác ngộ, nhưng chỉ tự mình giác ngộ mà không thể giác ngộ kẻ khác. Chỉ biết tự lợi mà chẳng biết lợi kẻ khác, đây gọi là tự giác. Bồ Tát lại khác với bậc A-la-hán. Bồ Tát thì tự giác lại giác tha, tự lợi lại lợi tha. Phật lại khác với Bồ Tát. Bồ Tát tuy tự giác giác tha nhưng chưa có giác mãn. Phật thì giác hạnh viên mãn, giác cũng viên mãn, tu hành cũng viên mãn, tự giác cũng viên mãn, giác tha cũng viên mãn. Cho nên Phật là một bậc đại giác, tức cũng là ba giác tròn vạn đức đầy, cho nên xưng là Phật. Trong tiểu thừa, họ nhận rằng chỉ có một vị Phật, tức là Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ chẳng thừa nhận những vị Phật ở phương khác. Pháp tiểu thừa là pháp lúc ban đầu Đức Phật nói tại vườn Lộc Uyển độ 5 anh em Kiều Trần Như, cho nên tiểu thừa chỉ biết có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà chẳng biết còn có vô lượng chư Phật khác. Vì không biết cho nên nói là không có 10 phương Phật. Vậy họ nói không có 10 phương Phật nghĩa là không có chăng? Chẳng phải, dù họ thừa nhận có 10 phương Phật thì vẫn có 10 phương Phật, họ không thừa nhận thì vẫn có 10 phương Phật. 10 phương Phật và Phật Thích Ca Mâu Ni là một thể, cho nên nói 10 phương ba đời chư Phật đều cùng một pháp thân. Hiện tại Bồ Tát Phổ Hiền phát hạnh nguyện rộng lớn này, tu hạnh nguyện này lớn cỡ nào? Nguyện này là nguyện cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chẳng có cách chi biết được nguyện của Ngài lớn cỡ nào, cho nên xưng Bồ Tát Phổ Hiền là nguyện vương. Nguyện của Ngài là vua trong các lời nguyện. Một là lễ kính chư Phật. Chúng ta không phải chỉ đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc Phật Di Đà, mà một cái lễ lạy, tức là tất cả lễ lạy. Một vị Phật tức là tất cả vị Phật. Lễ một vị Phật tức là lễ tất cả vị Phật. Lễ tất cả vị Phật tức là lễ một vị Phật. Lễ tất cả vị Phật mà chẳng chấp tất cả vị Phật. Lễ một vị Phật cũng chẳng chấp một vị Phật. Hành thật tướng bình đẳng lễ, tuy lễ tất cả vị Phật hoặc một vị Phật nhưng chẳng chấp vào hình tướng. Chẳng phải nói công đức của tôi rất lớn vì tôi lại nhiều vị Phật, những người khác chẳng tu hành giống như tôi, lại Phật đừng có chấp tướng. Lễ kính chư Phật, phải chăng chư Phật cần chúng ta lễ kính? Chúng ta lễ Phật, Phật cũng là Phật. Chúng ta chẳng lễ Phật, Phật cũng vẫn là Phật. Chứ chẳng phải chúng ta lễ Phật thì Phật được nhiều lợi ích hơn một chút, lớn hơn một chút. Còn chúng ta chẳng lễ Phật thì Phật chẳng được lợi ích, cũng nhỏ hơn một chút. Chúng ta lễ Phật là đem hết lòng cung kính của chúng ta đối với phần của Phật cũng chẳng tăng chẳng giảm, cho nên lễ Phật đừng chấp trước. Hai là khen ngợi Như Lai. Tại sao phải khen ngợi Như Lai? Như Lai cũng chẳng cần người khen ngợi, chẳng giống như chúng ta, bạn khen ngợi họ thì họ vui mừng lắm, lỗ mũi cũng cười, con mắt cũng cười. Bạn chẳng khen ngợi họ thì con mắt của họ sẽ nổi giận, lỗ mũi cũng nổi giận. Nếu như thế thì Phật với người chẳng có sự phân biệt. Vậy chúng ta không cần lại Phật, cũng không cần khen ngợi Phật. Tại sao? Vì Ngài vẫn giống như phàm phu. Sao chúng ta lại phải lại Ngài? Sao phải khen ngợi Ngài? Vậy Ngài không cần người khen ngợi Ngài, tại sao chúng ta vẫn muốn khen ngợi Ngài? Đây chẳng phải là mâu thuẫn chăng? Đây chẳng phải là mâu thuẫn. Chúng ta khen ngợi Phật thì đối với tự tánh của chúng ta có công đức. Có công đức gì?
Trong tự tánh của mỗi người đều có quang minh. Nếu bạn khen ngợi Phật thì ánh sáng của bạn sẽ hiện ra, chiếu phá đen tối của bạn. Bạn khen ngợi công đức của Phật thì trong vô hình khiến cho bạn sẽ không tạo tội nghiệp, sẽ không khởi vọng tưởng. Bạn bớt khởi một chút vọng tưởng thì trí huệ quang minh của bạn sẽ hiển lộ ra nhiều một chút. Tại sao người tu hành sợ khởi vọng tưởng? Vì khởi một vọng tưởng thì làm cho tự tánh nhiễm phủ một lớp đen tối. Chẳng khởi vọng tưởng thì tự tánh quang minh sẽ hiển lộ ra. Khi khen ngợi Phật trong tâm hoàn hỷ Phật thì trí huệ quang minh hợp với Phật, tự tánh quang minh cũng theo đó mà hiển hiện ra. Thế nào là khen ngợi Như Lai? Ví như thiên thượng thiên hạ vô như Phật, trên trời dưới nhân gian chẳng có vị Bồ Tát, Bích Chi Phật, A-La-Hán, vị thần nào có thể sánh với Phật được. Thập phương thế giới diệp vô tỷ, chẳng riêng gì trên trời dưới nhân gian chẳng có ai bằng Phật, mà trong mười phương thế giới cũng chẳng có ai bằng Phật được. Thế giới này của chúng ta có châu Mỹ, châu Phi, châu Á, châu Âu, châu Úc, năm châu lớn, nhưng chẳng có một người nào trên thế giới cũng như trong mười phương vô lượng vô biên các thế giới. Hiện nay con người có thể dùng hỏa tiễn đi đến mặt trăng. Mặt trăng có thể nói là một thế giới khác, chỉ bất quá là một thế giới nhỏ. Con người và vạn vật trong mười phương thế giới tuy rất nhiều nhưng cũng không thể nào bằng Phật được. Hết thảy thế gian ta thấy hết, hết thảy tất cả thế giới này ta đều nhìn thấy hết. Tất cả không có ai như Đức Phật, tất cả chẳng có ai có thể sánh với Phật được. Lại nói, Phật A-di-đà thân sắc vàng. Thân của Đức Phật A-di-đà giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới là màu vàng ròng, tướng tốt quang minh chẳng ai bằng. 32 tướng và 80 vẻ đẹp của Ngài, quang minh chiếu khắp, chẳng ai có thể sánh với Ngài được. Tướng bạch hà uyển chuyển như tu di, tướng hào quang trắng giữa lông mi của Phật A-di-đà uyển chuyển như núi tu di, mắt Phật xanh biếc như nước bốn biển, mắt của Phật A-di-đà xanh biếc như nước bốn biển. Trong quang minh có vô số hóa Phật, trong quang minh của Phật A-di-đà hóa ra vô lượng vô biên chư Phật, hóa Bồ Tát cũng nhiều vô biên. Ngài lại hóa ra rất nhiều Bồ Tát, chẳng những có hóa Phật mà còn có hóa Bồ Tát, hóa thanh văn, duyên giác và sáu nẻo chúng sinh vô lượng vô biên. 48 nguyện độ chúng sinh, Phật A-di-đà có 48 đại nguyện để độ thoát tất cả chúng sinh. 9 phẩm sen vàng lên bờ giác, hoa sen phân ra làm 9 phẩm, mỗi một phẩm lại phân ra 9 phẩm, tổng cộng 81 phẩm. 81 phẩm hoa sen này đều tiếp dẫn chúng sinh đến Niết Bàn và bên kia. Đây là một bộ phận tán thán Như Lai, cho nên thứ hai tu công đức tức là phải tán thán Như Lai. Như Lai trong Kinh Kim Cang có nói, bậc Như Lai chẳng tưởng đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Như là tĩnh, Lai là động. Như Lai có thể nói giống như đã đến rồi, nhưng bản thể của Ngài chẳng động. Lai chẳng từ đâu đến, đi chẳng đi về đâu. Như là lý, Lai là sự. Đây cũng là cảnh giới lý sự vô ngại của bản kinh. Bản kinh có lý pháp giới, sự pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, sự sự vô ngại pháp giới. Như Lai là cảnh giới lý sự vô ngại, cũng là một trong 10 danh hiệu của Phật. Ba là rộng tu cúng dường, rộng là rộng lớn, tu tức là phải thực hành. Tu hành cúng dường rộng lớn, cúng dường có rất nhiều thứ như dùng thân cúng dường, dùng tâm cúng dường, dùng thân tâm để cúng dường. Thế nào gọi là dùng thân cúng dường? Giống như hai chúng đệ tử xuất gia, đây tức là dùng thân cúng dường chư Phật, dùng thân làm Phật sự, tu hành Phật pháp. Chẳng những dùng thân để cúng dường, cũng có thể nói dùng tâm để cúng dường, dùng chân tâm để tu hành Phật pháp. Hàng ngày lễ lại Phật, tụng kinh, niệm niệm không quên, đều hoan hỷ tu hành Phật pháp, để gọi là thân tâm cúng dường. Cũng có dùng thân cúng dường, tức là một số người tại gia không thể tránh thức xuất gia, hoặc trong sự bận rộn họ đến chùa lạy Phật, thắp hương lại Phật, đây gọi là thân cúng dường. Hoặc thân chẳng đến, bận rộn chẳng có thời gian, mỗi ngày ở tại nhà thành tâm thắp lên bàn Phật một cây nhang, cúi đầu lễ Phật lại Phật hoặc quán tưởng lại Phật, đây gọi là tâm cúng dường. Hoặc dùng hương hoa để cúng dường, hoặc ở trước bàn Phật thắp đèn lên để cúng dường, hoặc mua trái cây cúng Phật, hoặc đốt đèn cầy lên cúng Phật, hoặc dùng y mới để cúng dường Phật, vân vân. Rộng tu cúng dường vốn có 10 thứ cúng dường, 10 thứ cúng dường biến thành 100 thứ cúng dường, 100 thứ cúng dường biến thành ngàn thứ, vạn thứ cúng dường.
Khi chúng ta cúng dường một vị Phật, thì ở trước một vị Phật, chúng ta quán tưởng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật khắp pháp giới. Ở trước mỗi vị Phật đều có thân của chúng ta đang cúng dường. Bạn quán tưởng như thế gọi là cúng dường pháp giới. Cúng dường pháp giới thì cũng sẽ thành tựu công đức pháp giới. Thành tựu công đức pháp giới thì đắc được trí huệ pháp giới. Bạn đắc được trí huệ pháp giới thì viên thành quả vị pháp giới. Cho nên rộng tu cúng dường, tức là tận hết sức lực của bạn để cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Bốn là sám hối nghiệp chướng. Sám là ăn năn những lỗi lầm đã tạo trước kia. Hối là hối cải không làm nữa. Sám là sửa đổi những tội lỗi đã phạm trước kia. Hối là sau này không làm những tội lỗi đã phạm trước kia. Đó là việc ác đã sinh, nay chấm dứt. Việc ác chưa sinh, nay không sinh ra nữa. Hối cũng là việc thiện đã sinh, nay làm cho tăng trưởng. Việc thiện chưa sinh, nay khiến cho sinh ra. Nghiệp có rất nhiều thứ, nghiệp chướng là một trong ba chướng. Ba chướng là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Hiện tại nói về sám hối nghiệp chướng, tức cũng là sám hối báo chướng, cũng là sám hối phiền não chướng. Nghiệp chướng có ba thứ: thân nghiệp, miệng nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp tạo ra gồm có giết hại, trộm cắp, tà dâm. Giết hại thô thì giết hại những sinh vật lớn như giết bò, dê, heo, vân vân. Tế thì giết hại những sinh vật nhỏ như là giết kiến, muỗi, ruồi, vân vân. Ngoài thô và tế ra, còn có cố ý giết, trong tâm muốn giết, tuy chưa hành động nhưng trong tánh giới thì đã phạm giới rồi. Trong tánh không nên giết mà trong tâm động niệm giết, về Bồ Tát giới thì đã phạm giới giết hại. Trộm cắp cũng như thế, lớn thì trộm chiếm nước khác, nhỏ thì trộm đồ vật của người khác. Tóm lại người ta không cho mà lấy là trộm. Nghiệp dâm cũng có lớn, có nhỏ, có thô, có tế, cho đến trong tâm khởi niệm dâm thì trong tự tánh chẳng thanh tịnh. Ý có ba điều ác, tham sân si, miệng có bốn điều ác, nói dối, theo dệt, hai lưỡi chửi mắng. Thuở xưa đã tạo đủ thứ tội nghiệp, cho nên hiện tại chúng ta phải phát tâm sám hối. Đã tạo lỗi lầm thì về sau đừng tái phạm nữa. Những điều ác chưa làm thì đừng khiến cho nó sinh ra. Đây gọi là sám hối nghiệp chướng. Sám hối như thế nào? Thì phải ở trước Phật ăn năn hối cải, khóc lóc rơi lệ. Dùng chân tâm sám hối thì nghiệp chướng tự nhiên sẽ tiêu trừ. Do đó có câu: di thiên đại tội nhất sám liền tiêu. Nghĩa là dù tội có lớn, sám hối sẽ tiêu trừ. Năm là tùy hỷ công đức. Tùy là tùy theo, hỷ là hoan hỷ, công là lập công, đức là làm đức hạnh. Tùy hỷ cũng kêu người khác tùy hỷ chính mình để làm công đức, chính mình cũng tùy hỷ người khác làm công đức. Bạn muốn sám hối nghiệp chướng thì nhất định phải tùy hỷ công đức, làm đủ thứ công đức. Bạn sám hối nghiệp chướng của chính mình hoặc không thể nhất thời tiêu trừ hết nên càng phải làm nhiều công đức. Tùy hỷ công đức tức là sám hối nghiệp chướng. Sám hối nghiệp chướng cũng tức là tùy hỷ công đức. Tại sao thứ năm là tùy hỷ công đức? Vì thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Bạn muốn sám hối nghiệp chướng thì nhất định phải thực hành tùy hỷ công đức thứ năm. Tùy hỷ công đức là bao quát, làm tất cả việc thiện, hết thảy công đức lành đều phải tùy hỷ, tội nghiệp lỗi lầm đừng làm. Làm thế nào tùy hỷ công đức lành? Như có người đề nghị làm một việc gì đó có lợi ích cho người khác, đây gọi là lành, thiện. Thế nào gọi là lập công? Công là việc công cộng, làm nhiều việc có ích cho đại chúng. Bạn xem chữ công là công tác, thêm chữ lực, nghĩa là bạn phải bỏ chút sức lực để làm việc công cộng. Như làm đường xá, làm cầu, việc bạn làm khiến cho mọi người đều được lợi ích thì gọi là làm công. Công có thể tồn tại, có hình tướng, một số người có thể thấy được, ai ai cũng đều biết việc đó là ai làm. Như bạn xây bao nhiêu trường học có khắc tên của bạn, đây gọi là lập công. Đức là làm được nơi tâm, việc bạn làm khiến cho trong tâm hoan hỷ gọi là đức. Thứ đức hạnh này một số người không nhất định biết. Đức có phân ra hiển đức và mật đức. Hiển đức là việc bạn làm, một số người đều rất vui mừng, hiển bày ra, mọi người đều biết hết. Mật đức tức là việc bạn làm có lợi ích đối với mọi người, nhưng một số người không biết. Ví như có thần thông rồi, trong vô hình đi trợ giúp hết thảy chúng sinh mà họ đều không biết, đây gọi là mật đức. Tùy hỷ công đức là việc tốt mình làm được nên khiến cho người khác tùy hỷ đến làm. Còn việc tốt của người khác làm, bạn biết rồi cũng nên tận hết sức lực của mình đi trợ giúp người khác. Đây gọi là tùy hỷ công đức của người khác. Tùy hỷ công đức chẳng những tùy hỷ chính mình mà cũng tùy hỷ người khác, cho đến tùy hỷ hết thảy chúng sinh pháp giới hoan hỷ làm việc công đức lành. Bạn đều đi trợ giúp họ làm, lại có tùy hỷ công đức của Phật, công đức của Bồ Tát, công đức của Thanh Văn Duyên Giác, tùy hỷ công đức của tất cả chúng sinh. Thế nào gọi là tùy hỷ công đức của Phật? Ví như giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh, đây tức là tùy hỷ công đức của Phật. Để sướng mọi người thực hành lục độ vạn hạnh, hành Bồ Tát đạo, đây là tùy hỷ công đức của
Bồ Tát để xướng tu 12 nhân duyên, đây là tùy hỷ công đức của duyên giác. Bạn khiến cho tất cả mọi người tu pháp bốn đế, tức là tùy hỷ công đức của thanh văn, sáu nẻo chúng sinh tùy hỷ công đức trời người, tức là tu năm giới 10 điều lành. Cho nên nói về tùy hỷ công đức thì vô cùng vô tận. Sáu là thịnh chuyển bánh xe pháp. Thế nào là bánh xe pháp? Bánh xe có tác dụng thôi phục thiên ma ngoại đạo, khiến cho chánh pháp trụ lâu dài. Sau khi Đức Phật thành Phật rồi, ba lần chuyển bánh xe pháp bốn đế độ năm vị tỳ kheo. Chuyển bánh xe pháp tức là thuyết pháp, như thỉnh Phật thuyết pháp, thỉnh Bồ Tát thuyết pháp, thỉnh Thanh Văn Duyên Giác thuyết pháp, thỉnh A-la-hán Hán thuyết pháp, thỉnh hết thảy pháp sư thuyết pháp. Đây đều gọi là thỉnh chuyển bánh xe pháp. Như mỗi ngày giảng kinh có hai vị cư sĩ hoặc pháp sư ra thỉnh pháp, đây gọi là thỉnh chuyển bánh xe pháp. Đây là một trong 10 hạnh nguyện phổ hiền. Chuyển bánh xe pháp có ích lợi gì trên thế gian? Còn người chuyển bánh xe pháp thì ma vương không dám xuất hiện. Nếu không còn ai chuyển bánh xe pháp thì ma vương sẽ xuất hiện ra đời. Công đức chuyển bánh xe pháp là do bạn thỉnh pháp mà thành tựu, bạn sẽ có công đức, tức cũng là tùy hỷ công đức. Chuyển bánh xe pháp có thể khai mở trí huệ của bạn. Bạn thỉnh pháp sư vì mọi người thuyết pháp thì đối với mọi người đều có lợi ích, đây tức là tùy hỷ công đức. Cho nên 10 đại nguyện liên kết với nhau, như muốn sám hối nghiệp chướng thì phải tùy hỷ công đức. Bạn muốn tùy hỷ công đức thì phải thỉnh chuyển bánh xe pháp. Thỉnh chuyển bánh xe pháp chẳng riêng gì giảng kinh thuyết pháp, phàm là làm tất cả mọi việc trong Phật giáo có liên quan đến Phật giáo đều gọi là chuyển bánh xe pháp. Như làm việc thu âm giảng kinh thuyết pháp, phiên dịch kinh điển cho đến viết bài về Phật giáo có lợi ích cho mọi người đều là thỉnh chuyển bánh xe pháp. Hơn nữa như đọc kinh, tụng kinh, lại kinh, tham thiền, đả tọa đều là một phần trong thỉnh chuyển bánh xe pháp. Cho nên thỉnh chuyển bánh xe pháp chẳng phải riêng gì một việc giống nhau, phàm là tất cả mọi việc làm trong Phật giáo, việc có lợi ích cho Phật giáo đều là thỉnh chuyển bánh xe pháp. Chỉ cần bạn minh bạch tức là thỉnh chuyển bánh xe pháp. Nếu chẳng minh bạch làm những việc đó cảm thấy quá khổ cực, quá mệt mỏi, đây gọi là sợ chuyển bánh xe pháp. Bảy là thỉnh Phật ở lại đời. Phật ra đời, ở lại đời, sau đó vào Niết Bàn. Khi Phật ở lại đời, giống như thế gian có mặt trời, soi sáng thế gian. Phật vào Niết Bàn thì thế gian đen tối. Do đó, Bồ Tát Phổ Hiền phát đại nguyện muốn thỉnh Phật ở lại đời. Thỉnh Phật đừng vào Niết Bàn, mãi mãi ở lại thế gian. Phật thì hay làm mãn nguyện chúng sinh. Nếu hết thảy chúng sinh đều thỉnh Phật ở lại đời, thì Phật sẽ không vào Niết Bàn. Nếu chẳng thỉnh Phật ở lại đời, thì Phật giáo hóa những người đáng được giáo hóa xong rồi sẽ vào Niết Bàn. Tám là thường theo Phật học, là luôn luôn theo Phật để học tập Phật Pháp. Phật Pháp rất là bao la, nhưng học Phật Pháp đừng sợ nhiều, học được nhiều thì trí huệ càng nhiều. Ví như tôn giả A Nan, tại sao trí nhớ của ngài tốt? Do đó, Phật Pháp như biển cả chảy vào tâm A Nan. Vì tôn giả A Nan đời đời kiếp kiếp chú trọng về đa văn, cho nên trí nhớ của ngài rất tốt. Thường theo Phật học thì đừng giải đãi, đừng làm biếng, đừng hôn trầm. Phải sinh tu giới định huệ tiêu diệt tham sân si. Bạn phải sinh tu giới định huệ tiêu diệt tham sân si, đó tức là thường theo Phật học. Chín là luôn thuận chúng sinh. Luôn là luôn luôn không đổi. Thuận là thuận theo. Thuận theo cảnh giới chúng sinh, luôn thuận chúng sinh. Chúng sinh đều là điên đảo. Phải chăng bạn luôn thuận chúng sinh điên đảo? Chúng sinh vốn chẳng có tri thức. Nếu bạn luôn thuận chúng sinh vốn chẳng có tri thức, thì phải chăng bạn đi vào con đường ngu si? Luôn thuận chúng sinh là thuận tập quán của chúng sinh, và trong nghịch lưu cứu vớt họ ra mới gọi là luôn thuận chúng sinh. Vì chúng sinh đều là điên đảo tức là nghịch lưu. Nếu bạn thuận chúng sinh thì không thể thành Phật. Nếu bạn muốn thành Phật thì không thể thuận chúng sinh. Tại sao Bồ Tát Phổ Hiền muốn luôn thuận chúng sinh? Tức là muốn ở trong dòng nghịch lưu, làm cho chúng sinh thuận theo và cứu vớt họ thoát ra. Do đó, ngược dòng phàm phu sáu trần nhập vào dòng pháp tánh, thánh nhân, đây là luân thuận chúng sinh. Chúng sinh hoan hỷ tạo nghiệp, e rằng bạn cũng muốn tạo nghiệp chăng? Chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp, thọ quả báo. Nếu bạn theo chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp, thọ quả báo, thì đó chẳng phải là chúng sinh chăng? Luân thuận chúng sinh, tức cũng là luôn luôn độ chúng sinh không biết nhàm mỏi, khiến cho chúng sinh bỏ mê vẻ giác. Tức cũng là tu tinh tấn bà la mật, không chán ghét chúng sinh tạo tội. Dù có chúng sinh tạo rất nhiều tội nghiệp, cũng không bỏ họ, không có tâm niệm rằng không độ họ, để họ đọa địa ngục. Nên dùng tâm từ bi hỷ xả để độ họ, đây mới là chân chánh tinh tấn bà la mật. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu đạo tại Nhân Địa, thì ở trong núi tu bố thí tinh tấn bà la mật. Một ngày nọ trời đổ tuyết xuống quá nhiều, hết thảy mọi vật trên núi đều bị tuyết bao phủ hết. Có một con hổ mẹ dẫn theo hổ con đi tìm thức ăn.
nhưng tìm cách gì cũng chẳng có thức ăn. Nhìn thấy hổ mẹ và hổ con sắp chết đói, đi cũng đi hết nổi. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tâm nghĩ, tôi muốn đem thân này bố thí cho hổ đói, để họ ăn rồi sẽ phát Bồ Đề tâm thành vô thượng đạo. Phát nguyện đó rồi, ngài bèn chạy đến chỗ hổ mẹ hộ con, xả thân cứu hổ. Đây là một phần trong đơn thuận chúng sinh, đồng thời cũng là bố thí ba la mật, cũng là tinh tấn ba la mật. Chúng ta đơn thuận chúng sinh là phải độ thoát chúng sinh, đưa chúng sinh ra khỏi đường mê, khiến cho chúng sinh thuận theo mình tu đạo, chứ chẳng phải là chạy theo chúng sinh. Mười là hồi hướng khắp hết, hồi là hồi lại, hướng là hướng tới, hồi là hồi vào bên trong, hướng là hướng ra bên ngoài, khắp là khắp cùng. Hết thảy tất cả mọi việc, tất cả công đức đều hồi hướng về chư Phật, trước hết phải hồi hướng lại, sau đó hướng ra bên ngoài, tất cả đem phàm phu hồi hướng thánh nhân, đem chúng sinh hồi hướng chư Phật, hồi phàm hướng thánh, đây là hồi hướng, hồi chúng hướng Phật, đây là hồi hướng, hồi sự hướng lý, đây là hồi hướng, hồi tiểu hướng đại, đây là hồi hướng, hồi tự hướng tha, đây là hồi hướng. Thế nào gọi là hồi tự hướng tha? Ví như tôi đem công đức làm việc tốt, hồi hướng cho bạn bè của tôi, khiến cho họ cũng phát Bồ Đề tâm thành vô thượng đạo. Hồi sự hướng lý, tức là việc làm tuy là hữu hình, nhưng muốn hồi hướng lý, lý là vô hình, đem công đức hữu hình hồi hướng về pháp giới vô hình. Hồi tiểu hướng đại là hiện tại, tuy tôi là tiểu thừa, nhưng chẳng tu pháp tiểu thừa mà tu tập pháp đại thừa. Như chúng ta mỗi ngày giảng kinh xong rồi, đều đọc bài kệ hồi hướng rằng, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đèn bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Giảng kinh là bố thí pháp, là bố thí thủ thắng nhất, có thể nói là lớn hơn công đức đem bảy báu 3000 đại thiên thế giới ra bố thí. Tuy lớn như vậy, nhưng công đức đó tôi không cần, mà nguyện đem công đức giảng kinh thuyết pháp này để trang nghiêm cõi tịnh độ của 10 phương chư Phật, trên báo đủ thứ ân trời đất, quốc vương, cha mẹ, sư trưởng, dưới cứu địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ba đường khổ. Giả sử có ai gặp được pháp hội giảng kinh, nghe thấy được pháp này thì mau phát Bồ Đề tâm. Thân này hiện tại của chúng ta là báo thân, khi thân này không còn nữa thì mọi người cùng nhau sinh về thế giới cực lạc. Đây tức là hồi hướng. Bồ Tát Phổ Hiền làm tất cả công đức để hồi hướng về chư Phật.